còn một xe mới không nha, xe mới không. Trà tiên cho cô dân viên này mà lấy xe về nha. Xe em còn đó, xe đang mới nè. Xe để em đi đổ xăng rồi, ráp bình vô rồi. Đổ hết đi kia. Đây vớt đây, vớt ra ma đây. Vớt máy nhấc số đây. Yamaha Genesis 29 triệu ra giấy luôn nha. Rồi anh Thợ này đang đáp đây, đáp bình vô đây. Đúng rồi. Đây nha, mình mua chiếc xe này cho con gái đây nha. Giờ anh Thợ đáp bình vô, đổ xăng vô là chạy về. 5 ngày sau là có số đó nha. Đây là đại lý lớn của thành phố Hồ Chí Minh đó nha, ở đường Nguyễn Văn Trỗi. Rồi giờ anh Thợ anh đáp bình vô rồi, đồ nhất vô rồi, giờ nổ máy chút rồi mà chạy về luôn á. Ai có nhu cầu mua Yamaha lên đây, lên bay là bảo đảm 100% luôn. Đây là cung cấp mà, đây là chính thức luôn á. Số mấy nhiều rồi anh? Số mấy? Số mấy? 261 Nguyễn Trỗi hay là 38 Trung Quốc Dung? 261 Nguyễn Văn Trỗi. Đại lý chính luôn, hàng luôn. Rồi chiếc xe nổ đô đa chút xíu là mình chạy về luôn này. Đây đường Nguyễn Văn Trỗi đây. Thôi giờ mình xin chào nha, giờ mình lấy xe mình về nha. Xin chào. Đây Genesis màu đỏ, lá giấy xong xuôi 29 triệu, đại lý chính hàng 261 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.